Lần đầu làm mẹ và những điều mà chưa ai nói cho bạn biết, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm từ bản thân mình về việc là dấu hiệu của việc em bé đang đói và dấu hiệu của việc em bé đã no là như thế nào nhá. Thực ra thì cái lần đầu tiên mà mình làm mẹ ấy, mình cũng không biết được là khi nào con mình đã no và không biết được là khi nào con mình đang đói. Khi mà những ngày đầu tiên là mình chỉ cho bé bú theo bản năng thôi. Đó là khi mà con có dấu hiệu khóc thì ngay lập tức là bà nội bà ngoại đều nói với mình rằng là cho bé bú đi, chắc là đang đói đấy. Và mình cũng cho bé bú nhưng mà không phải là lần nào con khóc thì cho bú trẻ đều ngừng khóc và bú cả. Cho nên là về sau thì mình đã phải tìm hiểu về các cái vấn đề của bé, những cái tiếng khóc của bé để làm sao có thể hiểu bé hơn. Thì cái dấu hiệu khi mà em bé thèm bú, em bé đói thì nó là em bé có biểu hiện là ngọ nguậy chân tay, liên tục lắc đầu này. Đồng thời với đó là em bé há miệng hoặc là vùi đầu vào ngực mẹ. Khi mà được mẹ bế thì em bé có dấu hiệu là cứ vùi đầu vào ngực của mẹ và mút tay hoặc là mút bất kỳ cái vật nào ở xung quanh trẻ. Và nếu mà mẹ đưa tay mà chạm nhẹ vào miệng của bé thì sẽ thấy bé quay đầu và há miệng. Thì đấy là dấu hiệu mà em bé đang muốn nói với mẹ rằng: à mẹ ơi, con đang đói đấy, mẹ hãy cho con ăn đi. Và dấu hiệu khi mà bé đã ăn no là như thế nào? Thì dấu hiệu khi ăn no ấy là bé sẽ tự động nhả ti của mẹ hoặc là nhả ti bình ra và sẽ đẩy ngực của mẹ hoặc là bình sữa ra xa, ngủ thiếp đi trong cái lúc bú hoặc là tỏ ra thích thú với những cái thứ xung quanh hơn. Bé ngậm miệng lại và lắc đầu khi mà đưa đưa bé gần lại với ti của mẹ hoặc là đưa bình lại, đưa núm ti của bình gần lại với bé. Và số lần đi tiểu khoảng là 2 đến 5 lần trên một ngày. Và cái việc mà tăng cân ổn định khoảng là từ 100g đến 200g mỗi tuần, từ tuần thứ 2 cho đến tháng thứ 6, thì đấy là cái dấu hiệu cho thấy là em bé của mình được ăn uống đầy đủ. Ngoài ra thì còn một số cái cách để mà mẹ có thể phân biệt được rằng là làm sao để biết là con mình đang no, thì là về cái thời gian bú nữa. Vì là bé mới sinh ra thì ở cùng với mẹ thì mẹ sẽ là người nắm bắt được cái nhu cầu của con. Thì cái thời gian bú trung bình của con nó khoảng là từ 20 đến 30 phút. Cho bé bú cạn một bên bú trước, sau đó thì mình mới cho bé bú bên còn lại. Và khi mà mình cho con bú càng thường xuyên ý, thì cái lượng sữa sản sinh ra càng nhiều và mình cũng nắm bắt được rằng là cái thời gian con uống là bao nhiêu. Có những bé bú khỏe thì không phải là 20 đến 30 phút mà chỉ tầm 10 15 phút là em bé đã bú hết một bên kiệt một bên bầu ngực của mẹ rồi. Đó. Nhà mình ở gần con nhất thì mình sẽ nắm bắt được thời gian bú của con là bao nhiêu. Nếu như hôm nay tại sao con lại bú ít hơn, chỉ tầm 5 phút thôi là con đã bỏ ra rồi, thì ngay lập tức là mình cần phải phát hiện là con của mình đang gặp một chút vấn đề nào đó trong cái quá trình ti mẹ hoặc là ti mình. Và đồng thời ngoài ra thì còn những cái trường hợp là khi mà bé vẫn bú đúng thời gian nhưng mà sau khi bú xong thì bé vẫn khó chịu, tay chân vẫn ngọ nguậy loạn xạ hoặc là có thể là khóc, thì mẹ cần kiểm tra một số cái bước sau. Đó chính là đầu tiên là vỗ ở hơi, bởi vì là các bé bú xong thì thường là có một cái lượng hơi nhất định đi vào cơ thể thì mình nên vỗ ở hơi cho bé. Sau đó thì mình có thể mời bé bú lại xem là bé đã đủ nhu cầu chưa, và mình kiểm tra xem là con đã ngậm đúng cái khớp vú và tư thế bú đã thoải mái chưa. Trong trường hợp mà em bé chỉ bú tầm 5 đến 10 phút, tức nghĩa là bú ít hơn thường ngày, thì mẹ cần phải kiểm tra và sau đó tiếp tục thì cho bé bú. Nếu mà bé chấp nhận bú và tự động nhả ti kết hợp với cái dấu hiệu là không còn quấy khóc nữa thì đó chính là cái lúc mà con của mình đã ăn no nhá. Đấy là những cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ đến các mâm về cái việc là cho con bú để làm sao để nhận biết là bé đang đói và làm sao nhận biết được là bé đã ăn no để mình có một cái hành trình nuôi con được thuận lợi nhất. Chúc tất cả các mâm có một hành trình nuôi con thuận lợi và khỏe mạnh.